Bất động sản Hưng Thịnh Phát xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Hiện tại em đang đứng trên một lô đất tọa lạc tại xã Lấn Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cô chú anh chị đang nhìn thấy á, thì cái hướng này nè là mình chạy ra ngay chỗ trung tâm thị trấn Ngoại Giao, ra đường Mỹ Xuân Ngoại Giao Bình, đâu đó tầm khoảng là 100m thôi nha, 100 tới 150m, thì lát nữa em chạy thực tế cho mọi người xem. Đó là mình đi hướng này, thì chạy ngược về đây, chạy ngược về đây, chạy ngược về đây, chạy ngược về đây là ngay chỗ mình cũng đâm thẳng ra đường của xã Bình Ba nè, thuộc bên đây là thuộc xã Bình Ba nè của gì, và bên đây thuộc xã Lớn, nhưng mà ở hướng này là mình đi chạy ra đường ngay chỗ khu dân cư, chạy ra đường xã Bình Ba và đặc biệt là chạy ra đường Mỹ Xuân ở Gia Hòa Bình, đó tầm khoảng là 300m nha. Đường này là con đường nội bộ liên thông nha cô chú anh chị. Thì hôm nay có một anh chủ đất gửi cho em bán với một lô đất tọa lạc tại xã Lớn, thì với tầm diện tích là khoảng là gần 5.000m2 nha cô chú anh chị. Nó thực tế hơn là 4.835m2 á, là sổ này là sổ chưa cấp đổi khu đo nha. Nhưng mà cấp đổi khu đo thì nó tầm khoảng là 5.000m2 nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mình bán chỗ anh chủ đất thì bán thực tế trên sổ và hiện trạng đất thôi nha. Thì đất của mình hiện tại là đang được trồng điều nè cô chú anh chị ạ. Điều sơ và sâm sơ luôn. Thì nói về sơ bộ về mặt tiền đường của mình hôm nay, bắt đầu từ ranh giới bên đây tới cây gòn bên đây nè. Đấy, mình chạy dài qua tới đụng với ranh giới bên kia. Đó, ngay chỗ chiếc xe của em đậu á mọi người, là được 30 mét mặt tiền nha. Thì 5.000m2 mà được 30m mặt tiền, thì cái lô đất này á là nó không có tấp hậu hay là bất cứ gì nè cô anh chị, và đặc biệt là nó rất cực kỳ là vuông vức luôn. Thì nó bằng dính nè. Đấy, thì chất đất á là chất đất đỏ ba gian luôn nè cô anh chị. Ranh á thì bắt đầu ranh tới đây. Tới trụ bê tông bên đây nè, trụ điện luôn nè. Là một có một cái hàng cây bông bột á cô anh chị, là cái phần ranh giới của mình luôn, tức là ổn định luôn nha. Rồi, với tổng diện tích là 4.000 khoảng gần 5.000m2 thì được 30m mặt tiền. Đường nhựa và nằm trong khu dân cư này, đường điện, dây điện đồ đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Thì trên đất á, thì hiện tại là đang trồng điều thôi, rất là bằng phẳng luôn, rất là đất đỏ ba gian luôn nha. Đấy, rồi anh em mới sơ bộ trước, từ đây mà ra thị trấn Ngoại Giao đâu đó tầm khoảng là 4 cây số thôi nha, mà ra tới ngay chỗ những công ty khu công nghiệp Châu Đức nè, ra công ty ở Hoa Anh Đào ngay đây á, thì nó đâu đó ra đường Mỹ Xuân Ngoại Giao chính á, ra khu công ty á, thì đâu đó trong bán kính là khoảng 1 cây số thôi, rất là tiện ích cho mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Mà hướng này đi ra sân bay Long Thành cũng gần nha, khoảng là 20 tới 25 cây số thôi, ra quốc lộ 51 cạnh ngay mép khoảng là 10 tới 15 cây. Thì bây giờ em xin phép là em đi vô vườn cho mọi người xem. Thì đất này đa số là trồng điều không mà cực kỳ là bằng phẳng luôn nha cô chú anh chị. Nè mọi người thấy không, đó trên đất á là đa số là điều thôi. Mình mua cái này mình đầu tư cũng được nè, mình hoặc là mình về mình cải tạo làm nhà vườn luôn nha cô chú anh chị. Chất đất là chất đất đỏ ba gian, mình trồng cái cây cực kỳ tốt luôn. Đấy, thì trên đất á đa số là điều, và điều đặc biệt là đất rất là bằng phẳng luôn, bằng dính như một cái sân banh luôn cô chú anh chị. Đấy, đây là nội bộ trong vườn nè. Đấy, thì mọi người mình nhìn xung quanh tổng thể đây á, là ở đây, và điều đặc biệt á là có 2 sổ nha cô chú anh chị. Đó, 2 sổ là mỗi sổ là được 15 mét mặt tiền, và một sổ là tổng là diện tích là khoảng 2 sào tư hơn. Thì mỗi sổ là 15 mét, là 2 sổ cộng lại là 30 mét. Hiện tại chủ đất đang cần bán hết với tổng diện tích là 4.800m2, 30 mét mặt tiền. Đấy, rồi đất thì trồng full điều luôn nha cô chú, trồng full điều luôn, vườn điều, và đặc biệt là rất là bằng phẳng luôn. Đấy, bây giờ em xin phép là em chạy một cái thực tế cho mọi người xem về dân cư và phong thủy xung quanh đây nha. Thì ở đối diện cái đất mình cũng có nhà người ta nè. Rồi, về phần quy hoạch thì đất này được phủ hồng 50% lô đất nha cô chú anh chị. Đấy, được phủ hồng 50% lô đất. Đây, rồi, bây giờ em xin phép là em chạy một đoạn ra cái chỗ đường Mỹ Xuân Ngoại Giao cho mọi người xem. Đấy, đây, xem đây, ở đây dân cư người ta là đa số là làm nhà vườn không à, chứ không trái cây nè, nhà vườn nè. Cái hướng này là mình chạy ra đường Mỹ Xuân Ngoại Giao Hòa Bình, ra chỗ Ngoại Giao á cô chú anh chị. Đó, đâu đó tầm khoảng là 150 tới 150 mét thôi. Thì nếu mà được chim bay là bên kia là đường Mỹ Xuân Ngoại Giao luôn rồi đó. Nhưng mà bắt buộc mình phải đi đường vòng nha. Đấy, bắt buộc phải đi đường vòng. Đây dân cư người đây là người ta làm nhà vườn cực kỳ nhiều luôn à. Đấy, đây là cái khu ở trên ngay chỗ là gần giáp thị trấn Ngoại Giao. Đó, xã Lấn Lớn nhưng mà nó ở đây là giáp thị trấn Ngoại Giao nha cô chú anh chị. Đấy. Đó, người ta làm nhà vườn, người ta xây bờ tường xung quanh luôn nè. Đó,
nói chung là ở đây rất là nhiều cái khu nghỉ dưỡng á cô chú anh chị. Đây nè, đó người ta làm nghỉ dưỡng đó. Lô đất của mình hiện tại là chưa có thổ cư, nhưng mà hiện tại là được phụ hồng 50% lô đất, thì mình có thể đăng ký lên thổ cư trực tiếp luôn nha. Đấy, mình nói về phần thổ cư thì mình cũng không cần phải lo rồi, rất là đất trồng cây lâu năm, được phụ hồng 50%. Đây đó sẽ chạy á đường Mỹ Xuân Nghĩa Giao mình. Ở đây điện đóm với điện nước cô chú thì khỏi lo nha. Đó, điện nước điện đài đầy đủ. Thì cái giá cả đưa ra là giá 4.8 triệu, giá chốt luôn nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào có xem video em thì biết em từng quay là quay giá chủ đưa ra là giá chốt, chỉ bớt tiền lọc lá thôi. Đấy, thì hướng này nè. Đó cô chú nè, có công ty xí nghiệp rồi nằm ở đó nè. Đó mình ra chạy ra là thị trấn Nghĩa Giao á, qua cái công ty là thị trấn Nghĩa Giao cô chú anh chị. Rồi, đi ngược về đây. Đi ngược về đây là mình ra ngay chỗ đường quốc lộ 51 rồi nè, là mình đi đường này. Đấy. Rồi. Bây giờ ở đó cũng là công ty nè. Đó, rất là nhiều công ty ở đây. Rồi, bây giờ em xin phép kết thúc video tại đây nha. Thì bây lát nữa em sẽ chèn một phần sổ sách lên cho mọi người xem. Rồi, cảm ơn cô chị rất là nhiều nha.